xe máy đi vào cao tốc đã là vi phạm nhưng lại có thêm hành vi lạng lách đánh võng và tạt đầu ô tô thì thực sự rất nguy hiểm. Một chiếc xe máy chở theo hai người đi lên cao tốc bị xe của lực lượng quản lý đường cao tốc Pháp Vân cầu rẽ đuổi theo và cảnh báo. Thật không may do đó đã xảy ra va chạm liên hoàn khiến hai người thương vong. Theo hình ảnh được chia sẻ, đôi nam nữ thiếu niên điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, không đối mũ bảo hiểm, liên tục luồn lách từ làn đường khẩn cấp rồi tạt đầu ô tô đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân cầu rẽ. Theo sau xe máy là ô tô của lực lượng tuần tra đường của công ty BOT biển số 29C 55340. Khi đang lưu thông ở làn đường giải phân cách giữa có tốc độ tối đa 100 km/h, xe máy bất ngờ phanh gấp khiến ô tô khách đâm vào xe máy này và ô tô của lực lượng tuần đường. Vụ tai nạn khiến nữ thiếu niên ngồi đằng sau xe máy tử vong, cả ba phương tiện đều bị hư hỏng thưa quý vị trong những ngày qua do thay đổi dòng chảy tại sông thao khiến tuyến kè tả thao thuộc khu bồng lạng xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ bị sạt lở nghiêm trọng khiến một số hộ dân phải di rời khẩn cấp nguyên nhân ban đầu được xác định trong những ngày qua mực nước sông thao xuống thấp trong khi phía bờ hữu sông thao có bãi bồi lớn đã làm thay đổi dòng chảy khiến nước chảy xiết áp sát bờ tả thao gây ra tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng theo Ủy ban Nhân dân xã Phùng Nguyên, đoạn sạt lở có tổng chiều dài khoảng 1.000m, cung sạt dài 150m khiến chân kẻ bị sói sâu, đỉnh kè xuất hiện cung trượt, trong đó có điểm sạt lở chỉ cách quốc lộ 2D vài mét. Hiện điểm sạt lở đã đe dọa trực tiếp đến 7 hộ dân khu bồng lạng, trong đó có hai gia đình nhà cửa bị nứt tường nghiêm trọng khiến chính quyền địa phương phải huy động lực lượng di rời khẩn cấp người và tài sản của hai hộ gia đình đến nơi an toàn lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lâm thao đã tiến hành kiểm tra đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra cắm biển cảnh báo không cho người dân và gia súc đến nơi đang bị sạt lở